Chào mừng quý vị đã quay lại phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, kết phiên giao dịch ngày 24 tháng 3, phố Wall tiếp tục giảm điểm do đồng đô la mạnh lên đang ảnh hưởng đến thu nhập của các doanh nghiệp. Tỷ giá đô la tiếp tục là yếu tố chính tác động đến diễn biến giao dịch thị trường chứng khoán. Một số thông tin tích cực trên thị trường cũng không thể giúp phố Wall tăng điểm trong phiên vừa qua. Trong tháng 2, giá tiêu dùng tại Mỹ đã tăng trở lại nhưng không đủ để khiến thị trường hài lòng. Mức tăng giá tiêu dùng không đủ để bất cứ ai cân nhắc triển vọng của kinh tế Mỹ. Về phía doanh nghiệp, cổ phiếu của Sonic tăng điểm về cuối phiên giao dịch sau khi chuỗi bán lẻ thức ăn nhanh này công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng gấp đôi vượt dự báo của các chuyên gia. Cổ phiếu của hãng sản xuất camera Digital Ally cũng tăng điểm lên mức kỷ lục sau khi công bố doanh thu quý vừa rồi tăng 55%. Nhà đầu tư cũng hưởng ứng sản phẩm chuột máy tính cao cấp 1.000 đô la mà hãng Logitech vừa tung ra, giúp cổ phiếu của Logitech tăng điểm. Mặt khác, CFO Ruth Porat của Morgan Stanley vừa rời chức để chuyển sang vị trí tương tự tại Google. Cổ phiếu Google và ngân hàng này tăng và giảm điểm tương ứng. Facebook thì đang thương thảo với hàng loạt các đơn vị xuất bản về việc đăng tải nội dung của các hãng này trên Facebook. Các chuyên gia đánh giá bước tiến mới này sẽ giúp Facebook lưu thông dòng vốn của mình tốt hơn và gia tăng lợi nhuận trong tương lai. Cổ phiếu của Fiat Chrysler cũng tăng khi một khảo sát mới cho thấy hãng sản xuất ô tô này trả lương lao động thấp hơn đối thủ GM và Ford Motor. Và thị trường chứng khoán châu Á diễn biến không cùng xu hướng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đa phần các chỉ số tăng điểm, riêng cổ phiếu của Trung Quốc giảm điểm do lo ngại về tăng trưởng của nền kinh tế nước này. Kết phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng gần 0,2%, chỉ số AS 200 của Úc và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng gần 0,1%, riêng Shanghai của Trung Quốc giảm gần 0,8%. Như vậy là sau 10 phiên tăng điểm liên tiếp thì chỉ số Shanghai đã quay đầu giảm điểm mạnh, chủ yếu dẫn đà giảm là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chẳng hạn ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc giảm giá cổ phiếu sau khi công bố nợ xấu tăng cao. Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng điểm nhờ báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp. Chứng khoán Úc kết phiên dao động không đáng kể. Chứng khoán Hàn Quốc cũng kết phiên với mức điểm tương tự sau một phiên giao dịch giằng co. Thưa quý vị, theo một khảo sát mới đây của hãng Equilor, thu nhập hàng năm của 300 CEO tại các doanh nghiệp lớn của Mỹ được khảo sát đã gia tăng ít nhất là 6 tỷ đô la Mỹ so với thời điểm ngay trước khi khủng hoảng kinh tế, nhờ giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp này tăng lên. Khảo sát của Reuters thực hiện trên 300 CEO trong giai đoạn 2009 đến năm 2013 của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ đang niêm yết trên S&P 500. Tổng mức thu nhập của 300 CEO này tính luôn cả lương thưởng cổ phiếu lên tới 22 tỷ đô la, tức khoảng trung bình 73 triệu đô la một người. Mức thu nhập này vẫn chưa tính cả lương hưu và nhiều tiện ích khác, chẳng hạn như chi phí hỗ trợ chuyên cơ, máy bay riêng, v.v. Số liệu được hãng phân tích dữ liệu nhân sự Equila cung cấp. So với con số 16 tỷ đô la mà các CEO nhận được vào năm 2009, mức lương thưởng này đã gia tăng đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ giá trị cổ phiếu tăng lên trong năm 2014 và đang tiếp tục gia tăng trong năm nay. Theo báo cáo hội đồng chỉ số của S&P 500 mới đưa ra trong tuần này, giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết đã tăng lên 166% so với năm 2008. Tác động của đà tăng trên thị trường chứng khoán thông qua báo cáo lương này đã làm gia tăng lo ngại về việc chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed đã nới rộng khoảng cách giàu nghèo như thế nào. Theo các chuyên gia phân tích, việc tăng giá trị tài sản chẳng hạn như cổ phiếu, chính sách đó của Fed đã giúp những người sở hữu tài sản ngày càng giàu lên. Trong khi đó, trong năm 2013, thu nhập trung bình của CEO tại Mỹ cao gấp hơn 330 lần so với nhân viên, theo như khảo sát của Hiệp hội các liên đoàn lao động của Mỹ. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đã cân nhắc điều chỉnh kế hoạch chi trả cho nhân công. Trong một số trường hợp, có những CEO được tăng lương dù rằng năng lực của họ không thể hiện nhiều. Các hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp Eurozone đã được cải thiện trong tháng này, cho thấy chương trình mua trái phiếu của ECB đang phát huy tác dụng. Berlin đang chuyển động, kinh tế của thủ đô nước Đức đang tăng tốc và kéo nền kinh tế của cả châu Âu đi theo. Việc sản xuất tại Eurozone đang ở mức cao nhất từ 10 tháng qua, theo số liệu mới nhất được công bố, còn ngành dịch vụ thì ở mức cao nhất kể từ 46 tháng. Tại Frankfurt, tình hình cũng khả quan hơn khi cổ phiếu của các doanh nghiệp Đức tiếp tục tăng. Nhớ lại cuối năm ngoái, dự đoán lạc quan nhất về chỉ số chứng khoán DAX trong năm 2015 là ở mức 11.000 điểm, nhưng giờ đây chúng ta đã đạt được mức trên 12.000 điểm và sự tăng trưởng này cần tiếp tục được củng cố. Ông Mario Draghi cũng đã sẵn sàng nói về những số liệu kinh tế mới đây khi ông phát biểu trước các nhà làm luật châu Âu tại Brussels hôm đầu tuần. Các chính sách mới đây của ECB đang phát huy tác dụng với nhiều đơn đề nghị vay vốn ngân hàng hơn, hỗ trợ cho sự phục hồi. Tín dụng đã không tăng trong suốt gần 3 năm qua, nhưng có khả năng sẽ tăng trở lại trong tuần này. Việc trở lại nguồn quay tín dụng của Eurozone đối với chúng tôi là một trong những lý do then chốt để tăng trưởng trong những năm tới. Gói QE của ECB có thể mang đến lòng tin, thúc đẩy tiêu dùng và tâm lý nhà đầu tư. Nhưng về dài hạn, chúng ta cần tăng trưởng tín dụng mới có thể khiến kinh tế đi lên. Tại Paris, các hoạt động kinh tế cũng đang được mở rộng trong tháng thứ hai liên tiếp, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng những gì mà ECB muốn là lạm phát tăng trở lại, thì điều đó vẫn chưa xảy ra.
Sau đây là một thông tin khác, thưa quý vị. Với ý định giữ người dùng ở lại lâu hơn với Facebook mà không cần phải mở những trình duyệt khác, Facebook hiện đang tiến hành đàm phán với các hãng thông tin để được đăng trực tiếp tin tức của những hãng này mà không cần phải đặt đường dẫn link như trước đây. Trong thời gian tới, việc xem tin tức trên Facebook có thể nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Facebook hiện đang lên kế hoạch đăng tải thông tin từ các hãng nội dung trên nền tảng của mình, thay vì để người dùng nhấp vào các đường dẫn khác như trước đây. Theo thông tin từ tờ New York Times, Facebook đã đàm phán với các công ty nội dung lớn, trong đó có cả BuzzFeed và National Geographic. Bằng cách đó, Facebook có thể hạn chế thời gian tải tin tức hoặc video và giữ chân người dùng tại trang Facebook của họ. Hãng cũng có thể sử dụng một số dữ liệu để dành cho mục đích quảng cáo. Đối với các nhà sản xuất nội dung, Facebook vẫn luôn là đường dẫn lớn để tăng lượng truy cập. Do vậy mà mô hình mới làm các công ty nội dung hơi lo ngại. Các công ty nội dung có thể mất đi tính chủ động trong việc cung cấp thông tin trừ khi Facebook chia sẻ những tin tức này. Đồng thời, mô hình mới cũng gỡ bỏ những mẫu quảng cáo thông thường mà các công ty nội dung đã gắn sẵn. Thay vào đó, Facebook sẽ xem xét cho các công ty truyền thông đăng một mẫu quảng cáo cho mỗi bài đăng trên Facebook. Chuyên gia an ninh Shelby Serafi nói rằng, các công ty nội dung có thể hơi do dự vào lúc đầu, nhưng đây là điều nên xảy ra. Với thời gian truy cập ngắn, lượt view cũng sẽ tăng nhanh hơn. Mô hình mới sẽ được tiếp tục thử nghiệm trong những tháng tiếp theo. Thưa quý vị, Hennes & Mauritz thường được biết đến với thương hiệu là H&M. Nhà bán lẻ thời trang lớn thứ hai thế giới vừa báo cáo lợi nhuận quý trước thuế vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, việc giá đồng đô la mạnh lên sẽ làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp này trong năm nay. Doanh số của nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển, H&M, tiếp tục gia tăng và vượt dự kiến trong quý 1 với lợi nhuận trước thuế đạt 551 triệu đô la. Nếu tính theo đồng nội tệ thì tăng 15%. Nhưng đồng đô la mạnh lên đang đặt ra nhiều vấn đề khi đẩy chi phí của nhà bán lẻ thứ hai thế giới này, cũng như các thương hiệu khác đều tăng cao. Ông Kerry Craig, chuyên gia kinh tế của JP Morgan cho rằng các nhà đầu tư sẽ cân nhắc đầu tư vào đâu trước những biến động của giá đô la. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm những nơi mà thu nhập của công ty được tính bằng đô la. Nếu một doanh nghiệp châu Âu có được thu nhập đó tại Mỹ thì quả là có lợi khi thấy đồng đô la mạnh lên. Tuy nhiên, nếu họ phải phụ thuộc vào nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ và bán ra bằng đồng euro thì đó sẽ không phải là một sự ưu tiên của họ do nguyên liệu nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Tuy vậy, H&M cho biết lợi nhuận ở mảng bán hàng online càng khiến cho kinh doanh của họ thêm phát đạt. Công ty này có kế hoạch mở thêm 400 cửa hàng mới và mảng online sẽ hoạt động tại 9 thị trường nữa. Tất cả đều cho thấy sự cải thiện của kinh tế châu Âu. Kinh doanh online đang phát triển rất mạnh ở Đức. Do vậy, việc đăng nhập mua hàng trên mạng khiến cho người tiêu dùng mở rộng được không gian mua sắm ra các nước khác nhau. Mặc dù vậy, các nhà phân tích vẫn sợ việc làm ăn thuận lợi của H&M không kéo dài được lâu nếu như giá đô la tiếp tục tăng. Thương vụ hãng viễn thông Telefonica của Tây Ban Nha bán thương hiệu điện thoại O2 cho Hutchinson Wapa của tỷ phú Lý Gia Thành đang đi đến giai đoạn hoàn tất, giá trị của thương vụ lên tới 15 tỷ đô la. Thương vụ bán thương hiệu điện thoại O2 được công bố hồi 23 tháng 1 năm nay, giá trị thương vụ là 10,25 tỷ bảng Anh, tương đương 15,2 tỷ đô la Mỹ. Sau vài tháng đàm phán thì đến nay thương vụ đã đi đến giai đoạn chốt điều khoản và hoàn tất hợp đồng. Các chuyên gia đánh giá thương vụ này sẽ đẩy nhanh quá trình củng cố ngành viễn thông của Anh. Hiện Hutchinson của tỷ phú Lý Gia Thành đã sở hữu mạng lưới viễn thông Three Mobile của Anh, cùng với việc mua hãng điện thoại O2 với khoảng 22 triệu người dùng, dự báo thương vụ này sẽ tạo ra một hãng viễn thông thuộc top đầu thế giới. Hợp đồng thương vụ đang đợi giới chức chính thức phê duyệt và có thể chốt vào ngày 30 tháng 6 hoặc gia hạn đến tối đa ngày 30 tháng 9 năm nay. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin FBNC hôm nay. Hãy ghé thăm website của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại fbnc.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ sau.